Xin chào các bạn à, Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục video clip thứ hai về tổng quan hệ nội tiết Và trong video này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về các đặc tính của hóc môn Cách đo nồng độ hóc môn và cái gối loạn nguyên phát thứ phát trong các bệnh lý của hệ nội tiết à, Đầu tiên là nói về các đặc tính của thụ thể hốc môn Thì nó có tính đặc hiệu Tức là hóc môn chỉ tác động lên tế bào có thụ thể đặc hiệu với nó Ví dụ như vùng tiếng yên, thì trước tiếng yên nó sẽ tiết ra các hóc môn như là ACTH, LH thì acth lh cùng là steroid hormone tuy nhiên là acth nó chỉ tác động lên thụ thể ở vùng vỏ tuyến thượng thận mà thôi còn lh thì chỉ tác động lên các thụ thể nằm trên tuyến sinh dục ví dụ như là buồng trứng thì lh nó sẽ không thể tác động lên các thụ thể ở vùng vỏ tuyến thượng thận và ngược lại acth cũng không tác động lên các thụ thể ở buồng trứng à, nó 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 đang biểu thị cho mình cái tính đặc hiệu của thụ thể giống như là chìa khóa với ổ khóa thì thằng acth này đóng vai trò là chìa khóa và ổ khóa là vùng vỏ tiếng thượng thận thì cái chìa khóa của ACTH không thể mở cái ổ khóa ở vùng vùng tiếng sinh dục được đó là tính đặc hiệu của các hóc môn còn về hoạt động của hóc môn thì đối với các hóc môn có bản chất là steroid á, thì nó sẽ có hai dạng nha một là hóc môn gắn kết với protein hai là free hóc môn thì chính cái free hóc môn này hay là enzyme các hóc môn tự do đó, chính là cái lượng mà hóc môn hoạt động À, hóc môn gây ra tác động trên cơ thể của mình. ở điều kiện bình thường thì có rất nhiều thụ thể cho nên nó không bị giới hạn hoạt động của enzyme. À, thụ thể nó trồi lên rất nhiều ha. và enzyme tự do chỉ cần gắn lên thụ thể và là, là có thể gây ra tác động rồi. À, thụ thể của các hóc steroid thì nó nằm bên trong nhân ha. chỗ này vẽ thì nó nó không có trực quan đối với các hóc steroid steroid. này vẽ giống như là nó đang là các hormone môn peptide rồi. À, rồi cái đặc tính thứ ba đó là resistance hay là đề kháng đề kháng cái hoạt động của hóc môn thì đề kháng hoạt động hóc môn này thường là do nó tăng mạng tính nồng độ hóc môn trong tuần hoàn hoặc là do thuốc ở đây mình thấy ba thụ thể đều ở trạng thái hoạt động nè thì gắn hóc môn vào hoạt động còn đối với trường hợp mà đề kháng á thì ba vẫn là ba thụ thể tuy nhiên là chỉ có một thụ thể gắn vào là hoạt động thôi hai thụ thể còn lại thì nó không có không có thực hiện chức năng được nữa à, đó là cái đề kháng thì cái đề kháng hoạt động này á mình thường gặp trong cái đái tháo đường tiếp 2 nè Trường hợp đái tháo đường tiếp 2 á, hay gặp ở những người béo phì là do họ bị dư năng lượng Mà dư năng lượng á, thì sẽ kích thích tiết ra insulin rất là nhiều để dự trữ năng lượng, đưa thành nguồn năng lượng dự trữ Mà tiết ra quá nhiều insulin trong một thời gian dài á, thì sẽ xuất hiện cái cơ chế rất là đề kháng insulin Khi mà đề kháng insulin rồi á thì thì lúc này á, tế bào của mình nó sẽ có độ lỗi, Độ lỗi là do ít hormone quá thì nó gây ít tác động cho nên nó sẽ kích thích đó, kích thích cái vùng cơ quan đích ví dụ như là tuyến tụy làm tăng tiết insulin vậy thì giai đoạn đầu trong trường hợp mà đái tháo đường tiếp 2 á giai đoạn đầu là nồng độ insulin rất là cao do bù trừ kích thích tế bào tuyến tỵ làm tăng tiết insulin còn giai đoạn muộn á, thì lúc đó tế bào tuyến tỵ kiệt quệ rồi nó không còn khả năng sản xuất nữa rồi như vậy thì nồng độ hormone trong trường hợp đề kháng hormone á giai đoạn đầu đó là có thể bình thường hoặc là tăng và lúc này mình sử dụng liệu pháp hóc môn thay thế tức là mình bổ sung hóc môn ví dụ bổ sung insulin vô thì nó không có hiệu quả à, rồi à, đặc tính cuối cùng là permissive, tức là um, giống như là hoạt động cho phép vậy đó là một loại hóc môn hay gọi là hóc môn mẹ hiện diện để cho hóc môn khác hay là hóc môn con gây ra tác động à, trong trường hợp mà điều hòa nồng độ glucose trong máu của mình thì nó có thể tăng hoặc là giảm nếu mà tăng thì gọi là hyper còn giảm là hypo như vậy thì cái hóc môn mà làm giảm glucose trong máu là insulin chỉ có một hóc môn duy nhất trong cơ thể của mình à, có khả năng làm giảm glucose trong máu còn hóc môn làm tăng nồng độ glucose trong máu đó là glucagon vậy thì glucagon nó làm tăng cái quá trình đó là gluca... à, tăng quá trình sản xuất glucose làm tăng glucose trong máu nhưng mà glucagon muốn hoạt động thì bắt buộc phải có cortisol cortisol phải hiện diện để glucagon kích thích quá trình tăng sản xuất glucose để làm tăng nồng độ glucose trong máu thì đó, đó là cái đặc tính permissive uh, trong cái hormone. Rồi, uh, phần nội dung chính thứ hai của video này là nói về cái đo nồng độ hormone. Thì mình có hai cái dung dịch hai uh, cái mẫu để mình lấy để mình test hormone, một đó là huyết tương, hai đó là nước tiểu. Thì đối với phân tích huyết tương á này mình lấy máu á, để mình phân tích thì cái nhược điểm của nó là chỉ cung cấp thông tin tại thời điểm lấy mẫu thôi, nó không phản ánh được tổng thể của toàn bộ quá trình. ví dụ như là cái gh nè gh thì nó tiết theo sung và phần lớn gh này được tiết vào ban đêm, cho nên là nếu mà mình lấy cái mẫu máu của bệnh nhân nhịn đói vào buổi sáng á, thì nó không có phản ánh trọn vẹn được cái um, cái lượng gh được tiết ra. cho nên là người ta đã sử dụng một cái test thay thế, là khi người ta nhận thấy là khi gh được tiết ra thì nó sẽ kích thích nó làm kích thích tăng tiết cái IG, IGF này IGFI nè mà cái thời gian bán hủy của IGFI này á là nó khoảng 20 giờ cho nên thay vì người ta đo nồng độ GH thì người ta sẽ đo nồng độ IGFI để nó phản ánh tổng thể hơn toàn bộ quá trình thí à, dụ như nửa đêm mà GH tiết ra thì tới buổi sáng nó vẫn nằm trong thời gian bán hủy 20 giờ để người ta đo cái IGFI này à, để người ta đánh giá được cái lượng GH À, tổng quan hơn. Rồi, cái hormone thyroid đi. À, hormone thyroid hormone thì thường người ta đo T4. T4 thì cái thời gian bán hủy của nó là khoảng 6 đến 7 ngày, cho nên lấy mẫu ngẫu nhiên thì đánh giá tốt nồng độ T4 hàng ngày. À, tức là người ta sử dụng cái nồng độ T4 ngẫu nhiên vẫn có thể đánh giá được tổng quan cái quá trình tiết ra hormone T4. Còn à, đối với mẫu là nước tiểu á, thì nó hạn chế. Nó hạn chế trong việc đo nồng độ của các catecholamine Steroid, hormone hoặc các hormone tan trong nước ví dụ như HCG hoặc là LH. À, cái thuận lợi của nó là cung cấp mẫu, một cái cung cấp cho một cái nhìn tổng thể. Ví dụ như mình có thể đo nồng độ cortisol tự do trong nước tiểu 24 giờ trong cái bệnh lý là hội chứng kết sinh. Rồi ra mình sẽ tìm hiểu cụ thể cái hội chứng kết sinh này hoặc là bệnh lý kết sinh trong các video clip về sau. À, rồi tiếp tục là các gói loạn hệ nội tiết thì đây cũng là phần tổng quan như vậy thì tổng quan về phân biệt gói loạn hệ nội tiết tức là làm thế nào để mình nhận biết được là cái bệnh nào là bệnh nguyên phát từ cơ quan và làm thế nào mình nhận biết là bệnh đó là bệnh thứ phát ha vậy thì bệnh nguyên phát á hay người ta sử dụng cái thuật ngữ là primary ha còn à, thứ phát là secondary vậy thì primary á là gói loạn tại cơ quan nội tiết ví dụ như là một cái khối u vùng tiếng thượng thận nè adrenal adenoma là À, cái khối u đó trực tiếp tại vùng tuyến thượng thận nó làm tăng tiết rất nhiều cortisol thì đây chính là hội chứng cushing à, hội chứng cushing còn à, hoặc là trường hợp mà viêm tuyến giáp đi viêm viêm tuyến giáp thì làm tổn hại đến các tế bào tuyến giáp nó gây giảm tiết các hóc môn tuyến giáp là t 3 t 4 thì đây gọi là viêm giáp hashimoto à, hoặc là trường hợp thứ ba là bình thường cái thì sau của tiếng yên giải phóng ra ADH nè ADH làm tăng tái hấp thu nước đối với trường hợp mà đái tháo nhạc á, đái tháo nhạc trung ương á là nó làm mất cái khả năng tiết ADH này tại vùng vùng não bộ cho nên là gây ảnh hưởng đến cái quá trình tái hấp thu nước này nó không tái hấp thu nước được cho nên là đái tháo nhạc ha nó gây ra trường hợp đái tháo nhạc à, còn gối loạn thứ phát này secondary nè gói loạn thứ khác gói loạn thứ phát á, là gói loạn từ vị trí khác gây ra tác động lên tiếng yên làm làm thay đổi nồng độ của hormone môn tại vùng tiếng yên thì mình cũng quan tâm đến à, vẫn là hormone môn cortisol vẫn là tăng tiết cortisol tuy nhiên trong trường hợp này á, tăng tiết cortisol không phải là do khối u vùng tiếng thượng thận nữa mà là do một cái khối u vùng tiếng yên nè làm tăng tiết quá nhiều acth Khi à, nhưng mà nó tăng tiết quá nhiều acth như vậy thì nó tác động lên vùng tiếng thượng thận làm tăng tiết cortisol À, tăng cortisol máu đây chính là bệnh lý cơ sinh thì à, mình nhìn lại ha mình nhìn lại một chút về cái hội chứng cơ sinh và bệnh lý cơ sinh thì cái hội chứng cơ sinh là do do bệnh lý nguyên phát từ tuyến thượng thận nè nó làm tăng tiết cortisol thì lúc này cortisol nó nó sẽ điều hòa ngược âm tính về vùng hạ đồi nó làm giảm tiết ACTH như vậy trong hội chứng cơ sinh đây là tăng cortisol nhưng mà giảm ACTH còn trong bệnh lý cơ sinh thì mình nhìn ha bệnh lý cơ sinh á là khi khối u vùng tuyến yên này làm tăng tiết ACTH dẫn đến tăng cortisol như vậy thì vừa tăng ACTH vừa tăng cortisol, Đó. hai cái này, hai chỉ số này đều tăng và gặp trong bệnh lý cushing, rồi à, hoặc là trường hợp mà à, gói loạn ví dụ như là một người bị mất nước đi, à, người bị mất nước thì sẽ dẫn đến làm tăng cái áp suất thẩm thấu trong máu, mà khi tăng áp suất thẩm thấu trong máu thì nó sẽ hoạt hóa cái osmoreceptor tại vùng hạ đồi. À, khi hoạt hóa cái osmoreceptor tại vùng hạ đồi thì có hai tác động chính một là nó kích thích trung tâm khác nè làm cho người này cảm thấy khát nước thứ hai là nó làm giải phóng ra ADH tác động lên cái đoạn ống góp nè làm tăng tác hấp thu nước đó đối với trường hợp đáp ứng của bệnh nhân khát nước như vậy thì tóm lại cái phần này mình phân biệt các khái niệm ấy. một là nguyên phát hay là thứ phát nguyên phát là tổn thương tại cái cơ quan đích tuyến nội tiết còn thứ phát là rối loạn tại một vị trí khác Tác gây làm tác động thay đổi nồng độ hormone môn để tác động lên tiếng nội tiết à, có cái hội chứng có sinh và bệnh lý kết sinh thì hội chứng có sinh là tổn thương tại cái cơ quan đích là tuyến thượng thận này làm tăng tiết cortisol còn bệnh lý có sinh là khối u tại vùng thì trước tiếng yên làm tăng tiết acth dẫn đến làm tăng tiết cortisol này tăng tiết cortisol này là thứ phát do tăng acth rồi à, đó là sơ lược về tổng quan hệ nội tiết cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau